và Hòa Ái xin kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, 95% là tỷ lệ nợ công của Việt Nam so với GDP trong năm 2012. Đây là con số tính toán do Ủy ban Kinh tế Việt Nam đưa ra và được mạng Dân trí loan tin vào hôm 27 tháng 5. Theo Ủy ban Kinh tế Việt Nam thì tổng nợ công năm ngoái của Việt Nam ước tính khoảng 55% GDP. Tuy nhiên, nếu tính cả nợ trong hệ thống ngân hàng của doanh nghiệp nhà nước và khoản nợ bằng trái phiếu trong nước không được chính phủ bảo lãnh thì nợ công của Việt Nam lên đến 95%. Đây là mức được nói vượt ngưỡng an toàn 60% GDP mà Ngân hàng Thế giới World Bank hay Quỹ tiền tệ quốc tế IMF khuyến cáo. Ủy ban này cho rằng rủi ro tiềm tàng lớn nhất đối với nợ công ở Việt Nam là không hẳn nằm ở những khoản nợ được ghi nhận trên sổ sách. Vấn đề là những khoản nợ xấu của khối doanh nghiệp nhà nước mà có thể phải sử dụng ngân sách nhà nước để trả. 0,25% là tỷ lệ lạm phát giảm được trong tháng 5. Phúc trình mới được chính phủ Việt Nam đưa ra vào sáng 24 tháng 5 cho thấy trong tháng này thì tỷ lệ lạm phát đã giảm từ 6,61% trong tháng 4 xuống còn 6,36% trong tháng 5. Các chuyên gia kinh tế nhận định rằng lạm phát giảm vì chính sách kiểm soát tiền tệ của nhà nước đã phần nào có hiệu quả. Tuy nhiên, cũng vì mức tiêu dùng của người dân giảm sút, đồng thời cũng vì lý do lượng hàng tồn kho của các doanh nghiệp quá nhiều dẫn tới việc sản xuất bị đình trệ. Cũng cần nhắc lại, mới đầu tuần này trong phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì Phó Chủ tịch nước là bà Nguyễn Thị Doan có phát biểu rằng tình hình kinh tế của quốc gia đang ở trong tình trạng rất gay go. Có đến 4.100 người chết và hơn 12.000 người bị thương vì tai nạn giao thông trong 5 tháng đầu năm 2013. Ủy ban An toàn Giao thông Việt Nam báo cáo số thống kê như vừa nêu và cho biết là số vụ tai nạn giao thông trong 5 tháng đầu năm nay, nếu so với cùng kỳ năm ngoái, thì có giảm gần 15%. Tuy nhiên, số người chết qua những vụ tai nạn đó lại tăng ở mức 0,68%. Số người chết do tai nạn giao thông tăng chủ yếu là do những vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ riêng trong một ngày 11 tháng 5 vừa qua, có 2 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe tải và xe khách ở Long An và Bình Thuận, khiến 14 người chết và 16 người bị thương. Hơn 560.000 lượt khách quốc tế đã đến Việt Nam trong tháng 5 năm 2013. Tổng cục Thống kê Việt Nam cho biết số liệu như vừa nêu và cho biết lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 5 giảm 9% so với tháng trước và đây là tháng thứ 3 liên tiếp con số khách quốc tế đến Việt Nam được ghi nhận giảm. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam thì tỷ lệ giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Số khách quốc tế đến Việt Nam vì công việc giảm 1,6%, thăm thân nhân giảm 5,4%, vì các mục đích khác giảm 5,2%. Tuy nhiên, số đến để du lịch, nghỉ dưỡng có tăng 0,1%. Các nước có số khách du lịch đến Việt Nam trong thời gian qua giảm gồm có Nhật Bản, Hoa Kỳ, Đài Loan, v.v. Và các nước có khách du lịch đến Việt Nam đông nhất là Trung Quốc, Hàn Quốc, Australia, Nga, v.v. Thông tấn xã Việt Nam cho biết giá tour của Việt Nam cao hơn các nước khác đến 30%, lý do vì thiếu tính liên kết, chia sẻ giữa các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng dịch vụ lữ hành. Nạn chặt chém du khách cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho 80% du khách nước ngoài không trở lại Việt Nam sau chuyến đầu tiên. 2,5 triệu đô la là số tiền mà Ngân hàng Phát triển Châu Á lấy từ quỹ giảm nghèo của Nhật Bản để hỗ trợ cho những người bán hàng rong tại 3 thành phố là Đông Hà của Việt Nam, Bắc Tâm Bang của Campuchia và Khe Sỏn Phâm Vi Hãn tại Lào. Theo đó, thì các chợ nhỏ sẽ được xây tại 3 thành phố này và các người bán hàng rong sẽ được một diện tích nhỏ, trong đó để bán hàng của mình. Ông Florian Stenberg, chuyên gia cao cấp về phát triển đô thị khu vực Đông Nam Á của Ngân hàng Phát triển Á Châu cho biết là dự án nhằm hỗ trợ đặc biệt đến những người phụ nữ bán hàng rong. Trong những ngôi chợ nhỏ này, họ sẽ có điều kiện an toàn hơn cho chính bản thân họ và có thể chăm sóc các con nhỏ. Cùng với sự phát triển kinh tế tại 3 quốc gia này, nhiều khu chợ hay trung tâm thương mại đã được xây nên, nhưng những người bán hàng rong không thể buôn bán trong đó do chi phí quá cao. Và sau cùng, thưa quý vị, 6.000 tỷ đồng là số tiền mà Việt Nam sẽ dùng để nâng chiều cao người Việt. Số liệu vừa nói được nêu ra tại hội nghị trực tuyến phổ biến và triển khai đề án
Phát triển thể lực tầm vóc người Việt giai đoạn năm 2011-2030 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức vào sáng 24 tháng 5 năm 2013 tại Hà Nội. Theo Tuổi Trẻ Online thì đây là đề án đã được Thủ tướng phê duyệt vào ngày 28 tháng 4 năm 2011 và là đề án đầu tiên nhằm phát triển thể lực tầm vóc người Việt Nam trong 20 năm tới. Mục tiêu để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, từng bước nâng cao chất lượng giống nòi và tăng tuổi thọ khỏe mạnh của người Việt Nam. Cụ thể đối với nam 18 tuổi năm 2020 sẽ có chiều cao trung bình là 1m67 và năm 2030 chiều cao trung bình là 1m68,5. Đối với nữ thì 18 tuổi năm 2020 chiều cao trung bình sẽ là 1m56 và năm 2030 chiều cao trung bình sẽ là 1m57,5. Đối tượng của đề án là bà mẹ mang thai, trẻ sơ sinh, nhi đồng, thiếu niên, thanh niên đến 18 tuổi. Các chương trình của đề án gồm nghiên cứu và ứng dụng tác động đến thể lực, tầm vóc, trên cơ sở đó chăm sóc dinh dưỡng để phát triển thể lực bằng giải pháp tăng cường giáo dục thể chất cho học sinh từ 3 đến 18 tuổi, kết hợp tuyên truyền, thay đổi nhận thức xã hội về vai trò của thể lực và tầm vóc. Những con số trong tuần và Hòa Ái xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này tuần sau.